Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Sài Gòn sắp choảng nhau to, số phận Nguyễn Thành Phong sẽ đi về đâu. Đánh nhau giành ghế mà thậm chí còn chuốc nhau để loại đối thủ ra khỏi xã hội nhằm chiếm chiếc ghế là chuyện không bình thường. Nhưng ở Việt Nam, xứ của Cộng sản thì nó không có gì xa lạ. Mỗi lần có một chiếc ghế trống để lại thì một nhóm đông đảo các phe cánh tranh nhau tìm cách đánh nhau chí tử để giành chiếc ghế là điều không thể tránh khỏi. Tin với ông Trần Lưu Quang rời chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là một tin rất khả tín. Vấn đề là chỉ còn chờ thời gian nhận quyết định để hợp thức hóa nữa mà thôi. Đó là một bước tiến lớn của ông Trần Lưu Quang. Tuy nhiên, vấn đề là chiếc ghế ông Trần Lưu Quang để lại là một chiếc ghế mà rất nhiều người đang rất thèm muốn. Rồi sẽ có nhiều nhân vật nổi lên đấu đá để giành lấy chiếc ghế béo bở này. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang rời đi thì Thành phố Hồ Chí Minh có một chiếc ghế trống. Vị trí Phó Bí thư Thường trực là vị trí số 2 sau vị trí Bí thư Thành ủy về mặt Đảng. Nếu ngồi vào vị trí này thì cơ hội lên Bộ Chính trị rất lớn. Và chuyện ông Trần Lưu Quang ra Hải Phòng là vấn đề thời gian. Ai muốn tranh cơ hội vào Bộ Chính trị khóa sau thì phải tranh cho được chiếc ghế này. Vị trí này dưới thời ông Lê Thanh Hải là Nguyễn Văn Đua đã nắm. Sau đó Nguyễn Văn Đua bị đá văng và Võ Văn Thưởng chám vào. Thì sau đó Võ Văn Thưởng đã vào Bộ Chính trị. Sau Võ Văn Thưởng là đến Tất Thành Cang. Tuy nhiên vì Tất Thành Cang bị dính sai phạm nên bị loại. Và mục đích của ông Nguyễn Phú Trọng là để đưa Trần Lưu Quang về đây chỉ là để thử thách năng lực rồi sau đó tính sau. Việc ông Trần Lưu Quang được ông Lê Hồng Nam đưa về và ông Nam về làm Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh là một thành tựu xuất sắc. Và tiếp tục, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa Trần Lưu Quang ra Hải Phòng để thử sức. Nếu Trần Lưu Quang hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Hải Phòng thì xem như Trần Lưu Quang nắm chắc suất ủy viên Bộ Chính trị thêm một nhiệm kỳ nữa. Chuyện Trần Lưu Quang xem như sẽ không còn liên quan gì đến chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Vậy bây giờ là chiếc ghế mà ông Quang bỏ lại sẽ được chia cho ai, và đó là việc không hề đơn giản. Và dường như thông tin cho rằng ông Nguyễn Thành Phong đang gặp khó khăn. Người gần chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhất là ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa và là đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Thành Phong cũng là Phó Bí thư Thành ủy, tuy nhiên về mặt Đảng, chiếc ghế của Nguyễn Thành Phong vẫn là đứng sau ghế ông Trần Lưu Quang để lại. Bù lại là về kinh tế thì ông Nguyễn Thành Phong mạnh hơn. Ông Nguyễn Thành Phong hiện nay rất muốn vào Bộ Chính trị, mà vào Bộ Chính trị có thể bằng hai cách. Thứ nhất là giành chiếc ghế Bí thư Thành ủy của Nguyễn Văn Nên. Điều này rất khó vì Nguyễn Văn Nên là người được ông Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm vào. Có Nguyễn Phú Trọng chống lưng thì có thể nói khả năng Nguyễn Thành Phong lật được Nguyễn Văn Nên là gần như không thể. Ông Nguyễn Văn Nên là thế lực Tây Ninh. Nếu ông Nên có rời chiếc ghế thì khả năng cao là ông ta sẽ giới thiệu cho đồng hương của ông vào chiếc ghế chứ không chọn người như Nguyễn Thành Phong đưa vào. Như vậy thì Nguyễn Thành Phong muốn vào Bộ Chính trị thì chỉ còn con đường tranh thủ ngồi vào chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực mà ông Trần Lưu Quang đang để lại. Cách này là khả dĩ hơn hết, tuy nhiên đang có cái khó là chiếc ghế Chủ tịch thành phố quá béo bở là rất uổng. Không biết ông Nguyễn Thành Phong sẽ chọn hướng nào, ngồi lại chiếc ghế cũ hay tham gia giành được chiếc ghế của ông Trần Lưu Quang đang để lại. Cũng có những nguồn tin rò rỉ cho rằng ông Nguyễn Thành Phong không dám mạo hiểm bỏ chiếc ghế Chủ tịch tranh ghế Phó Bí thư Thường trực. Bài học của Nguyễn Xuân Phúc còn rất nóng hổi. Ông Phúc đã bỏ chiếc ghế Thủ tướng tranh chiếc ghế Tổng Bí thư. Cuối cùng thì chiếc ghế Tổng Bí thư cũng không đoạt được, mà ghế Thủ tướng cũng không giữ nổi. Đây là hình ảnh nếu Nguyễn Thành Phong bị chuyển đi thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai ghế trống. Hiện nay đang có luồng ý kiến có thế lực đang muốn đẩy Nguyễn Thành Phong ra khỏi chiếc ghế Chủ tịch thành phố để chiếm luôn chiếc ghế béo bở này. Ông Nguyễn Thành Phong đã là Chủ tịch thành phố từ tháng 12 năm 2015 cho tới nay. Đang có những thông tin nói về khả năng điều chuyển ông Phong thời gian tới. Đến hôm nay, đây vẫn còn là một giả thiết được đề cập vì cũng có những nguồn cho rằng ông Nguyễn Thành Phong sẽ vẫn là Chủ tịch thành phố. Và nếu xảy ra việc đẩy Nguyễn Thành Phong ra khỏi vị trí Chủ tịch thành phố, thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai vị trí lãnh đạo mới cần người thay thế. Và câu hỏi đặt ra là những ứng viên tiềm năng đó là những ai? Có thông tin cho biết hiện nay đang có 3 người là Ủy viên Trung ương Đảng đều ở gốc miền Nam là ứng viên hàng đầu cho hai vị trí này ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Người thứ nhất là ông Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1964, quê quán tỉnh Long An, nổi tiếng ở vị trí bí thư tỉnh ủy Bà Rịa, Vũng Tàu từ năm 2016 cho đến năm 2020. Tháng 8 năm 2020, ông được điều ra Hà Nội làm phó ban dân vận trung ương để chờ bố trí vị trí tốt hơn. Người thứ nhì là ông Phan Văn Mãi, sinh năm 1973, hiện là bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Ông Mãi, từ ngày 11 tháng 3 năm 2014, ông làm phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Ông làm việc chung với ông Nguyễn Thành Phong đã hơn một năm. Và người thứ ba là ông Nguyễn Văn Thể, sinh năm 1966, quê Đồng Tháp, từng là bí thư tỉnh Sóc Trăng và đang là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ông Nguyễn Văn Thể là một bộ trưởng mang rất nhiều tài tiếng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể là một trong ba ứng viên tiềm năng. Quốc hội Việt Nam hiện nay là Quốc hội khóa 14 và cuối tháng 5 sẽ bầu Quốc hội khóa 15 và Quốc hội khóa mới sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vào tháng 7. Vì thế, nếu quyết định thay đổi Chủ tịch thành phố thực sự sẽ diễn ra, việc này có thể xảy ra trong thời gian từ nay tới lúc có tân chính phủ vào tháng 7. Dù vậy, trong hệ thống chính trị Việt Nam, vị trí lãnh đạo quan trọng nhất của thành phố luôn là bí thư thành ủy. Người đang giữ chức vụ này, ông Nguyễn Văn Nên, được trông đợi sẽ tóm được Lê Thanh Hải và những người tổng phạm với ông cựu bí thư thành ủy này. Và quy định mới nhất hiện nay là quy định số 105 QĐ-TV về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký vào ngày 19 tháng 12 năm 2017. Điều 4 của quy định này nêu rõ, Bộ Chính trị quyết định phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Phần phụ lục này của quyết định này cũng nêu ra cụ thể từng chức danh do Bộ Chính trị quyết định là các tỉnh, thành phố và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương và bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Và dường như sau những thông tin trên thì đã xảy ra những việc tranh giành như thế nào trong Đảng Cộng sản. Từ nay cho đến tháng 7 còn 2 tháng nữa, trong giai đoạn này sẽ có những tranh giành khốc liệt. Nguyễn Hồng Lĩnh, Phan Văn Mãi, Nguyễn Văn Thể, ai sẽ là người chiến thắng và ai sẽ là người bị loại? Hai chiếc ghế, một chiếc là bí thư thường trực, một chiếc là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy cả hai chỉ cần Ủy viên Trung ương nhưng rõ ràng vị trí này cao hơn những vị trí Ủy viên Trung ương Đảng khác. Nếu loại bỏ được ông Nguyễn Thành Phong thì ba người giành hai ghế thì phần thắng sẽ cao hơn. Còn nếu ông Nguyễn Thành Phong không bị loại thì ba người chỉ giành được một ghế, xem ra cơ hội rất ít cho mỗi người. Đây là hình ảnh chiếc ghế của ông Chủ tịch Nguyễn Thành Phong lung lay dữ dội. Lá bài tốt nhất hiện nay là ba ứng cử viên này hợp sức đá Nguyễn Thành Phong ra khỏi ghế bí thư tỉnh ủy, rồi sau đó ba người sẽ đấu nhau để tranh hai ghế. Nguyễn Thành Phong là lực lượng cũ đã từng được ông Lê Thanh Hải cất nhắc, rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cho loại bỏ Nguyễn Thành Phong để rộng đường đưa người ngoại tỉnh vào, dễ dàng xử lý bộ tam Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa hơn. Lẽ ra Nguyễn Thành Phong có thể thay thế cho Nguyễn Thiện Nhân ở đại hội 13, nhưng việc ông Nguyễn Phú Trọng đưa Nguyễn Văn Nên về thay cho Nguyễn Thiện Nhân xem như ông Nguyễn Phú Trọng đang không muốn Nguyễn Thành Phong tiến xa hơn. Tuy nhiên, để loại Nguyễn Thành Phong ra khỏi vũ đài chính trị không phải dễ. Và phải làm từ từ, nếu lần này ông Nguyễn Phú Trọng nhổ được Nguyễn Thành Phong thì chính trường Việt Nam sẽ khốc liệt hơn. Nếu không nhổ được, việc đấu đá nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ còn rất căng thẳng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021 với bản tin Sài Gòn sắp choảng nhau to, số phận Nguyễn Thành Phong sẽ đi về đâu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết, bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.